ngày 2 tháng 6, thứ năm tuần bảy phục sinh. Xin cho chúng nên một. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như chúng Ta là một. Con ở trong chúng và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một, và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con và Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con. Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con. Vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Chúng ta nên một trong Chúa Giêsu. Xin cho chúng nên một. Chúa Giêsu cầu xin với Chúa Cha cho các môn đệ của Người nên một với nhau, cho tất cả những ai nhờ lời rao giảng của các môn đệ mà tin vào Người cũng nên một với nhau trong Người, Đấng cứu độ duy nhất. Sự kết hiệp nên một của những người tin vào Chúa Giêsu phải theo chuẩn mực hiệp nhất của Chúa Cha, Chúa Con trong Chúa Thánh Thần. Không đơn giản là sự hiệp nhất mang tính xã giao bên ngoài, lời nói chút gót, tay bắt mặt mừng, vâng dạ phải phép, quà trao đi tình tặng lại, nhưng phải là một sự hiệp nhất khiêm tốn, chân thành, tự hủy, tự hiến vì phần rỗi của nhau và của mọi người. Sự hiệp nhất nào không khiêm tốn, thiếu chân thành, không tự hủy, ngại tự hiến thì không mang lại hiệu quả ơn cứu chuộc, và là sự hiệp nhất đi ngược với đường lối của Chúa Giêsu. Giáo hội không chấp nhận sự hiệp nhất theo kiểu liên minh quyền lực, phe nhóm cai trị, phân biệt giàu nghèo, giai cấp thấp cao, vì đó là sự hiệp nhất của tư dục bất chính, bất thiện. Vì thế, bước hiệp hành của giáo hội hôm nay không phải là sự cải tổ mới mẻ, nhưng là chấn chỉnh lại cuộc sống của giáo hội sao cho đúng với đường lối của Chúa Giêsu đã đi. Hiệp nhất thánh thiện như Cha Con và Thánh Thần luôn là chuẩn mực sự hiệp nhất của giáo hội và là bước tiên khởi của hiệp hành. Chúa Giêsu cầu xin cho chúng ta hiệp nhất vì mục đích tối hậu là người ở đâu chúng ta cũng được ở đó với người. Ước gì các gia đình, các cộng đoàn giáo xứ hiệp nhất với nhau chân thành, tự hủy, tự hiến trong cùng một niềm tin yêu, cậy trông Chúa Giêsu. Bấy giờ gia đình giáo xứ sẽ là cõi thiên đường hạnh phúc nơi trần gian này. Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến Chúa Giêsu sống lời Người dạy, để cùng được sum họp với nhau trên trời. Amen. Rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu đã tự sinh trong lòng Thánh Mẫu Đồng Trinh
bởi phép Đức Chúa Thánh Thần ban xuống, thương xót chúng con. Vì yêu thế gian, trái tim Chúa Giêsu đã nát tan. Từ trái tim yêu vô bờ bến ấy, những giọt máu nước cuối cùng đã tuôn đổ, làm thành dòng suối cứu độ chúng con. Lạy Đức Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, xin Chúa uốn lòng chúng con nên giống như rất thánh trái tim Chúa, để gia đình chúng con biết yêu như Chúa đã yêu, là từ bỏ mình và hy sinh đến cùng cho nhau, cho hết mọi người. Amen. Thank you.
tràn ơn thứ tha, dẫu cho lòng con nhớ